Giờ em mới giải thích lại là à, bà này là bà dược sĩ, cái công ty của bà bấm mướn hai người dược sĩ nữa để làm cho bà. Thì từ xưa tới giờ trong 10 năm qua là bà là một người đầu tư rất là cẩn thận, và bà có một cái hồ sơ đầu tư rất là lớn. Thì cái người nhân viên bảo hiểm approach, có nghĩa là tiếp cận với bà, thì hướng dẫn bà là nên mua bảo hiểm về bệnh tật. Thì khi đó thì cho bà thấy là cái giá tiền để mà mua cái bảo hiểm bệnh tật trả cho bà là 7.000 đồng một tháng, mà cái thời gian chờ là 30 ngày. Thời gian chờ 30 ngày thì khi đó cái tiền lệ phí bảo hiểm nó cao quá, mắc tiền quá. Và bà này bà không muốn trả cái số tiền này, nó nhiều quá đối với bà. Thì bà mới hỏi là cái cách nào để mà làm cho cái tiền bà nhận được vẫn là 7.000, nhưng mà lại giảm cái tiền bà đóng, decrease cái premium, có nghĩa là giảm tiền đóng. Thì trong những cái gì mà mình có thể làm được thì để mà mình giảm cái tiền đóng cho bà, thì chỉ có cách duy nhất là tăng cái thời gian chờ lên, tức là longer, Bây giờ là 2-3 tháng đúng không? 2 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay gì đó. Tại vì bây giờ bà có rất là nhiều tiền investment, cho nên đôi khi bà không có cần phải xài liền, bà có thể Là từ từ chờ. hàng tháng nó bớt lại. Không, cái này là cái câu này nó nói là bà muốn giữ nè, keep money benefit ha. Mình phải xem cái đề của nó, mình thấy cái câu nó ghi chữ là keep money benefit thì có nghĩa là bà muốn giữ 7.000, bà không muốn giảm. Cho nên nếu mà mình chọn cái câu giảm tiền, có nghĩa là mình đọc sai đề, mình hiểu lộn đề. Rồi.